Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một cặp đực manh mỹ các bạn. Đây, cặp đực manh mỹ tay lớn. Đó, sải tích nghiêm chỉnh nè. Sẽ mặt nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Dòng mà dòng manh mỹ manh bơm các bạn. Dòng mà dòng manh mỹ manh bơm nha. Yếm nè. Đó, sải tích nghiêm chỉnh bạc gu nè. Lưng thẳng băng đòn dài các bạn. Lưng thẳng băng đòn dài yếm dậu nè. Nghiêm chỉnh nè. Chân móng được hoàn thiện các bạn. Móng sò nè. Đòn các bạn không? Đòn hết biết luôn. Đó, chân móng hoàn thiện đòn dài. Sải tích nghiêm chỉnh. Xe lưng nè. Sải tích nghiêm chỉnh xe lưng nè. Xe mặt nè. Nghiêm chỉnh nè. Đó, xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó, tài lớn nè. Cặp đực banh Mỹ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. 33 triệu. Chút mình sẽ đo cận cảnh anh em thấy luôn. Giá hai hòn nè. Ừ, giấy hai hòn nè, không lan giá nha các bạn. Không lan giá nha, chân móng sò hoàn thiện nè. Không lan giá nha, chân móng sò hoàn thiện các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò đồ hoàn thiện các bạn. Đồ cận cảnh anh em thấy. Cao 1m12 bò nè anh em, 1m12 bò. Cao 1m12 bò. Đó, đít nè. Đít cao 1m19 bò. Được manh mỹ này cao 1m12, đít cao 1m19. Sải tích thì nghiêm chỉnh. Sải tích đồ nghiêm chỉnh không lan giá nha các bạn. Đòn dài nha. Đó, sải tích đồ nghiêm chỉnh không lan giá, đòn dài bạc gu. Tay lớn giá hai, giá hai hòn. Chân móng đồ hoàn thiện. Cao 1m12 bò. Đít cao 1m19. Cao 1m12 đít cao 1m19. Lông đuôi một chùm luôn, chân móng sò các bạn. Cao 1m12 đôi ngay giữa lưng nha, đứt cao 1m19. Cặp được manh mỹ tay lớn này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó cái mỏ này khớp mỏ nó bị chạy nha các bạn, chứ ngoài ra không có bị gì nha. Bạc gu, lưng thẳng băng, đòn dài. Sải tích đồ nghiêm chỉnh, giá hai hòn, chân móng sò. Hoàn thiện xương cối. Dòng này dòng manh mỹ manh bơm nha các bạn. Dòng này dòng manh mỹ manh bơm nha. Đây còn tiếp theo. Còn tiếp theo. Sải tích đồ nghiêm chỉnh nè. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh nè. Đầu trùi lũi. Tay lớn. Chân móng sò. Bạc gu. Hai cái tay chà bá luôn các bạn không. Hai cái tay như cái quạt. Bạc gu. Lưng thẳng. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Không lan giá nha. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh nha. Cặp đực manh mỹ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. 33 triệu cặp đực manh mỹ này nha. Chân móng đều hoàn thiện hết. Gù bật. Đòn dài. Tay lớn. Sải tích nghiêm chỉnh. Giá 33 triệu các bạn. 33 triệu cặp đực manh mỹ này nha. Đó. Lưng thẳng băng nè. Bật gu nè. Dàn chân móng là móng sò hoàn thiện nè các bạn. Dàn chân móng sò hoàn thiện nè. Cao 1m12 bò luôn nè anh em, 1m12 bò luôn. Đít cao 1m19. Đực manh mỹ này cao 1m12, đít cao 1m19. Vậy là cặp đực manh mỹ này đồng khích cho luôn các bạn. Đều cao 1m12 bò. Đít là đều cao 1m19 bò. Tay lớn. Giá 33 triệu, đây 1m19 nè, ngay ngón tay nè. Giá là 33 triệu cặp đực manh mỹ tay lớn này các bạn. Cái dòng manh mỹ này là to con dữ lắm nha các bạn. Dòng mà dòng manh mỹ manh bơm nha. Tay lớn nè. Bật gu nè. Không lan giá nè. Sải tích nghiêm chỉnh nè. Cao 1m12 bò nè. Đít cao 1m19 bò nè các bạn. Đồng khích cho luôn nha. Giá 33 triệu các bạn. 33 triệu cặp đực manh mỹ này các bạn. 33 triệu cặp đực manh mỹ tay lớn này nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Xương cối, chân móng đồ hoàn thiện, đòn dài, đồng khích nha luôn các bạn. Đều cao 1m12 bò, đít thì kiều cao 1m19 bò. Giá là 33 triệu cặp đực manh mỹ này các bạn. 33 triệu cặp đực manh mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.